Ừ, đã đang ít. Ừ, ngon. Ít đã. Ô, ba bốn cần này bù lên con này nha các bạn. Hello, chào bạn. Thì bữa nay mình với ông Di đi câu nữa các bạn. Này, đó. Đó, hôm nay mình chuẩn bị con bơm câu nè. Này giờ đó là bốn mấy cần. Năm mấy cần các bạn. Rồi bữa nay mình sẽ đi câu một đêm nữa các bạn. Câu bữa nữa hôm nay kiếm 50 mấy cần này kiếm khoảng nhiều khá tí nha. Rồi mời các bạn theo chân anh em mình đi cắm các bạn. Mình cắm đang cần nha các bạn. Cầm lên bức. Phải. Quá đặt gì? Bếp gì? Bếp đâu? Mới đi cầm cái đặt ép hay gì á? Tép, tép luôn, phải cầm 4-5 lượng tép nha. Mình cắm hiện tại xuống tới dưới cục dưới căn nhà 5-5 rồi. Bây giờ mình sẽ dựng sắp tấu hoạch để mình cắm tuân thủ để mình ấy, để có gì lát nữa đi thăm rồi mình quay lại cho rồi xem. Rồi, quay. Mình đi cắm từ đó giờ mình về giờ 8 giờ rồi, mình sẽ đi thăm và mình cuốn luôn nha các bạn. Đi thăm một quận màu à. Vì không đủ màu, chứ lại mình thấy nghe hiu quá, mình cắm rồi còn giờ mình đi thăm luôn. Mình xách với cái bọc theo để mình lá nữa có cái dũng cá con à, tám bắt bảy mới luôn các bạn. Để dành sắm ơi ăn. Rồi để mình tới cái câu mình thăm rồi mình quay lại cho con xem nha. Hiện tại là mình sẽ lấy cây đầu tiên nha các bạn. Ồ, có ít nhảy. Trời ơi, có ít nhảy nè mà nó không ăn. Ít nhảy mà cái câu còn nguyên các bạn. Không ăn. Ừ. Chấm có dấu giò ở đây nữa mà sao không ăn rồi. Rồi, cây đầu tiên không có nha các bạn. Đầu tiên Trung Quốc à. Hiện tại là trong này có cần nha các bạn. Rồi trước luôn rồi, trước vô của bắp luôn rồi. Nói chung là mình đi xăm hơi sớm quá, chắc không có mấy cần trên cao này nó không có rồi. Ây da. Ây thử ngưng hết. Thử trong gốc tre có một dòng nhảy ra. Rồi trước rồi. Ôi rồi, bạn. Ây da, ông gì nó còn dính đường còn. Dính còn ít nái, nái. Ui, nó to, to. Đâu. Ui, trậu đâu ít. Ui, lên. Ừ, trậu ít. Ừ, ngon. Ít đã. Ui, ba bốn cần này bù lên con này nha các bạn. Trời. Ừ, trậu ít. Ui, ít khủng. Ừ, trời. Ừ, quá đã luôn. Lên bồng rồi phút. Chung là hiện tại là có Phúc với Tư Quốc đi theo chơi nữa các bạn. Ôi giời, đã, quá đã. Ôi, có hết. Đâu cầm, đưa lên mặt coi. Ôi giời, đâu. Ghét khủng rồi. Ghét khủng rồi. Rồi, bỏ vô. Vô. Móc đang cần, dễ đang cần. Gì? Gì? Ếch hả gì? Tàu dứt ếch thì đi lẹ tới. Tàu dứt ếch. Tàu dứt ếch. Căn cái này giống trước đây. Căn ngon nghe mà. Tàu dứt ếch. Tàu dứt ếch nó táp sảy luôn rồi. Tàu dứt ếch dấu chân con bự nè. Con nậu mè ơi. Tàu dứt ếch trời. Coi là cái dấu chân mà không. Chân ếch bự đâu mà. Ừ nó quào rồi nữa nè. Ừ nó táp màu đặc lắc.
Từ từ quá rồi. Tới 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 cái đám khu queo giờ mà dính con ếch trong nậu không nậu không nậu tới 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 ô bữa nay gặp ếch khủng không tới 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 ếch ô hai con nó bự nhau luôn tới 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 này cái chỗ mình cắm cái chỗ này như vậy nè qua ở cái khu queo vậy nè khu queo khu bắp vậy luôn dính hết bự không sao ngon mẹ hơn tự ơi tự 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 dính dính hết thương lứ luôn dính thì đâu xảy đâu gì thế này tự dính nặng nè cục đổ mấy cái lưỡi nó dính vô mà khó xảy lắm xảy ra xảy ra tự vô tự hết nó đã nghe các bạn u hai con u hai con cái nặng bông luôn hai con nửa ký vô vô tự tay cái chỗ khu queo nhưng mà ai sờ không ngờ hết bự đó, nó nhảy nó không kìa nói chung là nó núp trong mấy cái bụi này nè các bạn đó, cắm cái nó ra mình cắm cái nó ra rồi tại nó quất đi bọc qua cái đường bên đây lại thăm cái cành này tôi quất nó dính nha các bạn. Oh, đây 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 đây. Oh, đây 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 đây. Vô vô vô. Tự ơi. Vô 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 vô. Đó, nói chung là con này hơi nhỏ. Nhưng mà chiều mình lại ngay chỗ này là nó nhảy rọc còn nó chắc cú nữa các bạn. Còn mấy cần đằng kia nữa. Còn mấy cần đằng kia nữa là có thể. Ừ, hai ếch phải nói là cực kỳ. Nó đang chụp. Hai ếch nó cực kỳ nguy hiểm. Rồi mình đi tiếp tới mấy cái cành đằng kia nữa các bạn. Cành đằng kia nữa mình có cắm mấy cái cây lúc nãy mình có cắm cả chục cây câu ngoài bờ kinh nữa các bạn. Hết giá trời lắm nó ra ngoài dính được vài con cá trê nữa các bạn. Còn cá rô phi khủng nữa. Đã người ta là mình lợi cái cành đằng này các bạn. Là cái cành đằng gốc này nè, gốc này là nãy nó nhảy rột đây nè. Đó đó đó. Dính. Đây đây thấy chưa? Lắm nó chắc cú mà. Chắc cú. Đó. Nói chung là cũng được. Ê cũng không nhỏ luôn. Ê cũng được, cũng tạm được. Ô. Oh. Chiều mình đi là nó nhảy sột đây nha các bạn. Đó. Đó. Ô, này vô mánh bữa nay, vô mánh rồi, đúng ít khủng rồi. Rồi, để cái này là mình tát cái chỗ này mình bắt mới cá nha các bạn. Đây là mình ra tới bờ kinh nha các bạn. Tới đầu bờ kinh dưới này nè. Ô, thôi rồi. Chung nãy mình tát bắt được mới cá. Cắm đây được mấy cần đây nè. Trời ơi sao hết màu. Dấu chân con màu xinh nhách luôn. Đó dấu chân bay đó. Tạo cái kia nó. Sảy. Ơi nó sảy các bạn ơi. Đây 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 đây. Quá thơm quá thơm. Nói chung là đợt này mình cắm hơi nhiều quá thơm các bạn, quá ngon. Có lý. Ừ ơi. Nào cũng cắm gì kỳ. Ăn cua. Rồi đó kìa. Cắm bỏ luôn. Chúng mình cắm mấy cần câu ngoài bờ đê này cắm như thế này đâu bạn. Mà từ nãy giờ mình thăm gần hết câu rồi mà không có dính cái con cá nào hết luôn. Ô tức quá rồi. Cá tức quá rồi bạn. Nói chung là cái dây bờ đê này là không dính được con ếch và không dính được con cá nào luôn các bạn.
Giờ tới cái chùm tre này nè. Chùm tre đây lên tới bên kia. Chúng mình đi về luôn. Chùm đây có được 6-7 cành không ạ? Ừ, mấy chó. Ừ, tớt luôn. Ở đây có cành mà tớt luôn rồi. Đợt trước cắm đây cành cũng coi nguyên nó không dính gì luôn. Ây da. Chúng là trớt hy vọng còn 5-6 cây nữa không ạ? À? Còn 5-6 cây nữa. Chúng là mấy chó. Chúng là mình nói chuyện nó sủa kinh trời. Rồi, hiện tại là mình còn vài cân nữa các bạn. Còn 3 cân nữa. Rồi, tớt luôn rồi. Còn này tớt luôn. Chúng mấy cân này hồi chiều mình cấm hơi tấu quá các bạn. Cấm hơi tấu quá. Rồi cục này nó cũng không có ít nhiều luôn. Có mấy cần này mình cấm cá nè. Chung là mấy cần này mình không có. Rồi cái gì dây thẳng nè. Ây da. Ôi, dây thẳng với cái dính này. Lấy mình nhổ nó coi. Nói chung là thấy dây nó thẳng nhưng mà nó im ru, cần câu im ru các bạn. Quấn dưới cái tre. Cần á, còn 2 cần nữa các bạn. Cần trong này với cần đằng kia nữa. Cần này cũng chảy nữa. Nấu bọt thấy không? Rồi xong, cá gì trong cái đường hầm này mà ăn, cái hầm này mà ăn cứ chảy không các bạn ơi. Bọt không? Tại là còn cần cuối cùng ạ. Có tê không gì, hầm đó là có tê á. Có tê không có gì. Rồi, cần cuối cùng, trớt luôn. Ây da. Rồi, xong. Rồi, thôi. Yeah. Anh em mình về bạn. Để mình về nhà rồi mình quay ếch với mình bắt được mớ cá này là cho bạn xem. Ở đây thì phải đổ ra nữa. Thôi. Hiện tại là mấy anh em mình về tới nhà rồi các bạn. Đây. À. Bắt được rổ cá nè. Này hơn nửa rổ á, cá rô không. Nhưng mà cá rô quá chừng luôn. Có cũng có con lớn có con nhỏ các bạn. À. Con có lớn nhỏ này mình động để dành ăn. Thôi được rồi. Dành. Gì lấy phân nước chế lên lần cho thấy cá rồi mà đó đó là cá rô thì nó ngay cũng cái nào tươi thì rộng cái nào nhỏ nhỏ thì mai mình bằng kho ăn đó. Cũng đi bắt ít review cho bạn xem này. Đó, hai ít khủng rồi bạn. Hai ít khủng rồi đấy không. Cực kỳ khủng luôn. Giờ có cao luôn miếng gì? Giờ có cao luôn miếng. Ừ, nó vậy đó. Đó, hai ếch khủng nha các bạn. Đó. Chung là cực kỳ bự luôn. Hai con này chắc cũng ngoài nửa ký nữa các bạn. Chung là rất to. Ếch đồng chính cống luôn nè. Đó, thấy chưa? Chung là hai con ếch này nó dính mình không ngờ luôn các bạn. Nói chung là sảy cũng con hai gì cũng ba lớn như nè bạn. Dấu chân nó bự lắm. Nhưng mà nó táp tặc. Hai con này kiểu táp pháp chính nè. Rồi, thôi thì nay mình giúp gì đi câu, gặp ít khủng nha các bạn. Đó. Rồi thì mình xin khép lại từ clip đây nha các bạn. Clip mình cũng dài rồi. Rồi thì mình chúc bạn xem vui vẻ. Và bạn nhớ xem đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh Hai Trung Blog mình các bạn. Để mình có được làm nhiều những clip cho bạn xem. Giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.